bí mật khắc nghiệt các tiếp viên hàng không chẳng muốn cho người ngoài biết. Lương cao lại còn được vi vu khắp nơi, tiếp viên hàng không vốn là mơ ước của nhiều người. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang, bạn nhìn thấy thì công việc này cũng ẩn chứa nhiều khó khăn, vất vả mà chỉ người trong nghề mới hiểu. Thứ nhất, từng có quy định không được kết hôn. Để hoàn thành tốt công việc của một tiếp viên hàng không, đòi hỏi bạn phải có tinh thần minh bận, sức khỏe tốt và ngoại hình nổi bật. Vì thế, vào những năm 1950, nhiều quy định khắt khe cho các thành viên phi hành đoàn như không được kết hôn và phải có cân nặng dưới 56,7kg đã được đề ra. Quy định về cân nặng vẫn duy trì nhiều năm sau đó, thậm chí vào năm 1970, tiếp viên hàng không phải đeo thêm thắt lưng và thường xuyên báo cáo về cân nặng của mình, giống như một đặc trưng nghề nghiệp. Đến nay, các hãng hàng không đã quyết định nới lỏng quy định này. Thay vì tập trung vào vẻ đẹp bề ngoài, họ quan tâm đến việc nâng cao chất lượng phục vụ như sự chu đáo, thân thiện để làm hài lòng hành khách. Thứ hai, cạnh tranh vào nghề còn khốc liệt hơn thi vào trường Harvard. Hãng hàng không Delta của Mỹ vào năm 2003 cho biết tỷ lệ chọn tuyển dụng tiếp viên cao hơn so với đại học Harvard. Cụ thể, con số cần tuyển 400, trong khi hồ sơ là 44.000. Thứ ba, hành khách phải năn nỉ tiếp viên nhận tiền tip. Nhiều hãng hàng không không khuyến khích việc hành khách tip cho nhân viên, cũng như việc các tiếp viên nhận tiền. Đây là một trong yếu tố để đánh giá sự chuyên nghiệp trong chất lượng phục vụ. Thứ tư, dù trường hợp nguy cấp, vẫn phải có một cái đầu lạnh. Tiếp viên hàng không không được đào tạo để trở thành người xử lý tình huống xuất sắc nhất trong mọi trường hợp. Họ phải giữ được bình tĩnh tuyệt đối và xử lý mọi việc một cách hiệu quả nhất. Thứ năm, tuyệt đối tránh xa các chất kích thích. Dù căng thẳng áp lực, các tiếp viên hàng không không được sử dụng chất kích thích. Thay vào đó, họ dùng nước để giải tỏa bản thân, như giữ tỉnh táo trong suốt hành trình bay. Đừng quên like và comment khi xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.